Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Sơn. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở đây là bản Ba Thâu của Bảo Yên, Lào Cai mọi người ạ. Và hôm nay thì Sơn có đến đi cùng với cả một anh MC hay là ca sĩ, phải gọi là gì nhỉ? hơi khó nói, đoạn thì mình sẽ bật mí sau nhé. Và bây giờ thì Sơn đang đứng cạnh với cả cô dâu đây rồi. Cô dâu là người dân tộc Dao Tuyển và cô dâu hôm nay như mọi người quan sát đây, cô dâu thì rất là xinh. Và bây giờ thì cô dâu cũng đang đứng mời khách, đón khách và chờ đợi chú rể đến, đúng không cô dâu? Vâng ạ. Em cô dâu tên gì nhỉ? Linh ạ. À, em cô dâu tên là Linh nha mọi người. Và em sinh năm bao nhiêu? 2003. Vẫn còn rất là trẻ. Chú rể là người ở đâu em nhỉ? Người ở Chí Quang Bảo Thắng ạ. À, tận Bảo Thắng. Bảo Thắng, Xuân Giao Bảo Thắng ấy nhỉ? Cũng khá là xa đấy mọi người ạ. Và Sơn hy vọng rằng trong video đám cưới của bạn Ninh ngày hôm nay thì sẽ có nhiều những cái về những cái nét văn hóa của người dân tộc Dao Tuyển, cũng như là những cái phong tục tập quán này, về những cái món ăn ở trên vùng cao thì nó như thế nào, thì Sơn kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng với Sơn để chúng ta đi khám phá nhá. Đây, như mọi người thấy thì ở đây thì là đồng bào người Dao Tuyển, cho nên là khi điên cỗ cũng như là người nhà thì người ta mặc những cái trang phục của người Dao Tuyển trông rất là tuyệt vời. Đây này. À, chị ơi, cho em hỏi, chị là bên nhà gái luôn đúng không? Đúng rồi. Chị là mẹ của mẹ của cô dâu. Đây, mọi người xem là mẹ của cô dâu rồi, mẹ cô dâu thì cũng rất là trẻ luôn. Và nhiệm vụ thì cũng đang đứng đây để tiếp khách, đón khách đúng không ạ, chị? Nói chuyện không già rồi. Trông trẻ mà, trông đấy. Kiểu từ hôm kia họ nên là không nói. À, chuẩn bị vào việc cỗ cho con gái, cho nên là vui mừng và cũng lo lắng nhiều, cho nên là dạ vâng, cảm ơn chị. Lướt qua khu vực nhà bếp một tí thì ở đây các bác nhà bếp thì đang làm những cái món ăn ẩm thực để phục vụ cho khách đến ăn cỗ. Anh ơi, cái món trâu này là xào mấy cái rau gì kia anh? Cái đấy là rau răng cưa. Rau răng cưa. Cái tỏi. À, còn tên gọi khác là mùi tàu đấy phải không anh? Rau mùi tàu đấy. À, món trâu này mình chỉ xào với mỗi cái rau đấy thôi anh. Vâng, đúng rồi. À, mấy tỏi thôi đúng không? Đây, thịt trâu xào mấy cả mùi tàu và tỏi. Đấy. Ui, cho tỏi vào cái vừa thơm nức luôn. À, cái này đây nấu toàn bằng mỡ lợn này thôi, anh không không nấu bằng dầu nhỉ? Đây mọi người, nó không thơm. Đúng rồi. Mọi người xem này, đây là mỡ lợn bản luôn. Rất là tuyệt vời. Làm tay luôn. Đấy tay đâu? Bên đây thì các cô các chị em là đang làm thêm những cái món rau này. À, chào mấy chị em nhá. Đây, cà rốt mấy cả súp lơ nhỉ. Ui. Đúng trong cái lúc đói thì thấy cái gì cũng ngon. Đấy, sắp cà rốt với súp lơ, những cái món rau xanh. Vào đây khám phá cái nồi canh của các cô một tí nào. Đây là khám phá đi anh. Đây là canh xương nấu với cả bí đao phải không chị? Đúng sao à. Canh xương nấu bí đao này. Trông ngon chưa? Đây. Quay cho mọi người xem nhá, chi tiết nhá. Đây. Wow. Lóng hổi trông rất là ngon. Đấy. Và đặc biệt nữa ở đây ấy thì cái tỷ lệ mà mọi người sử dụng bằng bếp ga thì nó cũng rất là ít, trừ những làm những cái món ăn nhanh thôi. Ví dụ như là trâu xào thứ, còn đâu toàn bộ là đây, như mọi người thấy là rất là nhiều củi đây đúng không? Rất là nhiều củi đây và sẽ nấu bằng những cái bếp củi như thế này. Đây không biết là đây là nồi gì nữa. Chị nồi gì đây chị? Nồi chị mở vung lên xem. À, hóa ra là rau súp lơ mượt. À, đó. À, đây mà toàn bộ lấu bếp củi như thế này mọi người ạ. Đó, bởi vì trên rừng trên bản thì nó rất là sẵn đấy. Còn đây là... À, nó vào để xem nào. Đây,
xem đây là phù dâu hả? Đây là phù dâu ạ. À đúng rồi đấy, mọi người thấy này, một em bé phù dâu này rất là xinh luôn này, tuyệt vời, đang được các bà các cô trang điểm cho. Xinh lắm đấy. Đấy, đang mặc. Nào chưa? Nhưng mà chắc là em vẫn còn nhỏ tuổi chứ. Không có nhá. Khi người giao tuyển thì họ có những cái bộ trang phục cho cô dâu và cho phù dâu thì rất là cầu kỳ, rất là cầu kỳ mà rất là đẹp luôn đấy, tuyệt vời nhỉ. Rất là cầu kỳ và đẹp lộng lẫy ạ. Em đó, thử xoay sang bên này cho anh nghe một tí nào, cho mọi người nghe thì xinh chưa này. Tuyệt vời luôn nhá. Thế là em phù dâu năm nay bao tuổi rồi? 15 tuổi à? Này, khi các bạn gái mà được mặc lên mình những cái bộ trang phục của người giao tuyển thì mình không biết phải nói như thế nào nữa, phải đẹp, gọi là đẹp hết ý bài thơ luôn đấy, hết nước chấm luôn. Có hai bạn phù dâu nhà cô nhỉ? Vâng ạ. À, trong kia một bạn nữa đúng không? Ôi kìa mọi người thấy ở bên trong kia có một bạn nữa kìa, bạn nữa, nhưng mà bên trong này thì bạn này vẫn đang được các cô với cả các bà đang trang điểm lên cho, chưa xong. Thì lát nữa thì mọi người xong thì sẽ ra bên ngoài, Sơn sẽ ghi lại chi tiết ở bên ngoài hơn để cho mọi người xem nhá. Như vậy là mọi người đã trang điểm cho hai cô phù dâu của chúng ta đã hoàn thiện rồi này. Đâu xong hết rồi đúng không? Đâu quay người bên này tí nào. Đây, đây mọi người có thể quan sát nhá. Đây, trông những cái bộ trang phục của người giao tuyển mặc lên người cho các cô phù dâu quá là tuyệt vời. Và bây giờ đi ra đón khách đúng không? Còn đây nữa, một cô bên trong nữa. Đấy, một em gái này rất là xinh. Đấy, hai bạn phù dâu nhá, rất là tuyệt vời luôn. Đây là chắc ở đằng sau này chắc là mẹ đúng không? Đấy, hai mẹ con, mẹ trang điểm cho con luôn. Nói chung là những cái bộ trang phục của người giao tuyển này thì trông nó rất là dễ nhìn, rất là ưa nhìn luôn khi mà khoác lên người của các cô gái trẻ hay là cũng như là các người có tuổi thì mặc những cái bộ trang phục này để mà đón khách hay là làm những cái nghi lễ thủ tục trong cái đám cưới thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, một hồi vừa nãy thì cứ quay hai phù dâu trẻ nhưng mà chính là còn chị phù dâu chính này cũng khá là xinh luôn. Khi mà vẫn khoác lên những cái bộ trang phục của người giao tuyển được đầy đủ rồi thì khá là xinh. Thế là nhiệm vụ của mình là lát nữa là sẽ phải hát đối đáp đúng không hả chị? Thế là chị về những cái câu hát đối đáp thì chị có thuộc hết không? Không ạ. Nhưng mà vẫn có người hướng dẫn cho mình đúng không chị? Vâng. Vẫn có người hướng dẫn cho mình để mình hát. Vâng. Thế là nhiệm vụ hát đối đáp là phải đến hết đêm nay luôn đấy ạ. Vâng, đêm nay đến ngày mai, sáng mai mới nhà trai rồi. Có nghĩa là thâu đêm luôn. Vâng. Xong rồi khi nhà trai họ đón dâu về thì mình lại còn phải sang nhà trai nữa chứ, đúng không? Vâng, sáng mai sang nhà trai. Thế gần như là hát suốt nhỉ? Vâng. Đấy là cái nhiệm vụ cũng khá là cao cả đấy. Và trong cái phong tục đám cưới của người giao tuyển thì họ có những cái phong tục hát giao duyên, hát đối đáp thì rất là cầu kỳ luôn. Và cái thời gian để mà ngồi hát đối đáp giao duyên với nhau cũng rất là dài luôn. Thì cô Sơn cũng rất là mong mọi người sẽ quan tâm theo dõi hết video để được đón xem và lắng nghe nhé. Và đây là chú rể của chúng ta đây mọi người. Chú rể thì vừa sang và bây giờ là hai người cô dâu và chú rể đang cũng đang đứng ở chỗ ngay cổng rạp để đón khách này. Chú rể rất là đẹp trai luôn. Chú rể là em tên là gì? Em tên Hợp ạ. Hợp ạ? Hợp sinh năm bao nhiêu? Em 23. Hai người bằng tuổi nhau đúng không? Vâng. Anh vừa nãy anh xem trong kia cái ảnh là hai vợ chồng hình như là có một cậu con trai rồi đúng không? Vâng. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng nhá. Chúc cho hai vợ chồng chăn hạnh phúc. Mình ngủ dưới đây ngắm quất bé bé nó đi lên nhảy ở đây mẹ. Sở hữu vài đôi con khôn lớn mang cả tầm thân đầy cha cha trời.
người nhân văn cao, sự yêu thương của người công lao đất trời. Và để rồi ngày hôm nay đây con đi xây dựng cuộc đời, nhưng người làm cha làm mẹ cũng có đôi đầu bên con và được sự ủy quyền bên phía thứ gia của gia đình họ nhà trai. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu đã kín ngồi, hai cháu đã báo với gia đình hai bên và được sự nhất trí của hai bên gia đình, thống nhất bên nội bên ngoài và sự đồng ý chính quyền địa phương. Hôm nay chúng tôi đến đây đưa hợp về với gia đình nhà gái để kết duyên làm rể bên nam gia đình và nhập gia tiên của dòng tộc gia đình họ nhà gái. Trước hết đại diện cho đoàn nhà gái xin được chân thành cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình thắm nghĩa của đoàn gia đình nhà gái đã dành những tình cảm cho đoàn trai chúng tôi. Kính thưa toàn thể hội hôn, về công việc gia đình nhà trai sẽ làm cái lễ thành hôn vào sáng ngày mai, và cũng hôm nay chúng tôi đến đây cũng làm cái thủ tục để được xin dâu vào sáng ngày mai để đón lên nhà trai là cái buổi lễ thành hôn. Và xin được trân trọng kính mời các cụ, công các bà, cô dì, chú bác, ngồi ngoại bên họ nhà gái đến dự buổi lễ thành hôn sẽ được tổ chức tại Tân Gia gia đình nhà trai tại thôn Lào Hai, xã Chỉ Quang, Bảo Thắng, Lào Cai. Trước khi dừng lời, xin được kính chúc toàn thể hội hôn sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hội hôn, thưa ông các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè của hai cháu. Chào mừng tất cả lớn ạ, và xin được chúc mừng. Và kính thưa quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc. Và khi người con trai và người con gái trao cho nhau, thì hai sẽ đi đến suốt cuộc đời này. Và kính thưa quý vị, chiếc nhẫn sẽ được trao và ngón tay xã út đó chính là nơi mạch đầu con tim chảy về. Và giờ đây, hai dòng máu, hai con tim đã hòa cùng chúc mừng nhịp đập. Từ đây đây là trẻ sẽ lên duyên với chồng. Và chúng ta cùng chúc cho đôi trẻ trăm năm tình viên mãn và kiều mỗi thời đây. Sau suốt đời và xin chúc cho các bạn trẻ luôn luôn hạnh phúc đời sau. Kính thưa quý vị, xin chào và kính mến những dòng dầu đã chảy tràn trên tháp ly, những tình chân như một con suối chảy về sông lớn, và những con sông lớn chảy về biển cả. Lúc như một dòng dầu đầy, một bức chữ uống mà lòng đã sau này cùng nhà chung với một người gia đình xin mời ạ. Một trang đã bắt đầu lấy được rồi. Vâng, xin kính mời ông bà trở về sức khỏe. Và đường lên này thì ban tổ chức đây về khuyến cáo các mùa đồ tuổi đồ lên đấy dưới 16 tuổi thì nhưng mà không được bắt trước tránh tình trạng mà đủ phê. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay vào một góc lê thôi ạ. Xin mời ạ. Và hôm nay thì chú rể sẽ đưa tay lên bờ vai của cô dâu, cô dâu sẽ đưa tay lên bờ vai của chú rể. Và hôm nay thì chú rể chỉ việc đứng nhìn mắt nhìn nhìn toàn bộ mùa hôn của cô dâu. Và hôm nay cô dâu là cưới bài sân nhà cho cô dâu ba sân về lấy bà mùa hôn. Và sẽ đứng ngồi với đâu ạ? 3, 2, 1, và xin mời. Và xin được chúc